Cùng mình khám phá Google Earth, tìm thấy những thứ bí ẩn. Phần 21. Đầu tiên chính là một cái bồn cầu khổng lồ nằm tại Suwon của Hàn Quốc. Đây từng là ngôi nhà của thị trưởng thành phố này. Bởi vì trước đây ông được sinh ra trong nhà vệ sinh. Đến khi trở thành thị trưởng, ông đã lập hiệp hội nhà vệ sinh thế giới với mong muốn các nhà vệ sinh trở nên sạch sẽ. Thứ hai chính là một ngôi nhà kỳ lạ nằm ở giữa sông Rina tại Sepia. Nó nằm trên một tảng đá biệt lập giữa dòng nước chảy xiết. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1968 bởi một nhóm người bơi lội. Tính đến năm 2019, nó đã bị phá hủy đến 7 lần do triều cường và người dân luôn bền bỉ để xây dựng lại. Ngôi nhà này rất phù hợp cho những đứa nhắn tin cả tháng mới trả lời. Cuối cùng chính là gò tháp 10 nằm tại Tân Kiều, ở tháp 10 Đồng Tháp. Tại đây còn sót lại nhiều di tích của đền tháp. Theo các cụ già kể lại, trước đây có 10 vị vua trị vì tại nơi này. Và tại đây là tháp của ông vua thứ 10. Nhưng theo thuyết khác thì tháp 10 do Thiên Hậu Vương xây và người ta đã tìm ra những khối đá lớn nằm rải rác tại nơi này.